Chị em nào mà chúng ta bị nám lâu năm mà chữa hoài chưa có khỏi, hoặc là chúng ta bị cái tình trạng tăng cân thừa cân, bị béo gây cái bụng bụng dưới, nội tiết tố chúng ta ảnh hưởng và cái sức khỏe chúng ta mất cân bằng, thì hãy tham khảo và áp dụng cái cách ăn uống theo ngũ hành này để nó cân bằng được năng lượng trong cơ thể của mình. Về cái nguyên tắc, bạn sẽ nhớ như thế này: buổi sáng các bạn thay vì ăn sáng là các món mặn thì bạn sẽ ăn sáng với các loại tinh bột, các loại từ thực vật và đặc biệt là trái cây. Ví dụ mỗi sáng bạn có thể là thay một tô bún bò bằng những cái loại thức ăn từ trái cây sẽ giúp cho nuôi não hiệu quả, không bị tăng cân mà nó làm chống oxy hóa, da chúng ta sẽ sáng hơn, người chúng ta đầy đủ năng lượng và khỏe hơn vào buổi sáng. Buổi sáng thì sẽ phù hợp với cái vị ngọt và vị chua, cho nên bạn có thể ăn các loại chè, hoặc là các bạn ăn loại tàu hũ, hoặc là các loại mà có nước cốt dừa, bạn có thể ăn được. Nếu mà chúng ta không có bị thừa cân thì các bạn cũng có thể ăn các loại thực phẩm này dành cho mình, còn nếu không thì các bạn hãy ăn các loại trái cây. Ba cái vị bạn có thể ăn vào buổi trưa là vị đắng, vị chua, vị ngọt. Buổi trưa thì sẽ đơn giản là bạn sẽ ăn đầy đủ các loại nhóm thức ăn, tuy nhiên là bạn lưu ý ăn nhạt hơn, ít muối đi, thì khi mà chúng ta ăn nhiều muối bị dư thừa thì sẽ tích trữ, cái vùng thận chúng ta yếu hơn và gây cái tình trạng tích nước. Thì nếu như bạn mong muốn là cái da của mình sáng hơn, đẹp hơn, cái dáng mình tốt thì bạn hãy giảm ăn các loại mặn, cái vị mặn, hoặc là nước chấm mặn, hoặc là muối mặn, thì sẽ giúp cho sức khỏe mình tốt. Các bạn sẽ thấy là nếu bạn ăn trái cây cũng có thể ăn trong khoảng thời gian này, đặc biệt là salad trộn thì ăn trong cái khoảng thời gian buổi trưa cũng sẽ rất là tốt, đầy đủ các nhóm chất vào buổi trưa. Riêng về buổi tối, bạn sẽ lưu ý là mình sẽ tuyệt đối không ăn những cái nhóm có chất chua mà chúng ta thay vào đó. Buổi tối thì các bạn sẽ ăn các vị đó là chát và cay. Thì cay là cái gì? Đó là tỏi nè, hành nè, sả nè. Thì những cái vị đó nó sẽ làm ấm cơ thể của mình, sẽ bổ tủy tốt trong cơ thể. Và buổi tối thì bạn cũng có thể bổ sung thêm chất béo để giúp cho cái tủy mình khỏe hơn. Gần như là các nhóm chất bình thường các bạn ăn á, các bạn sẽ không có để ý, mà mình sẽ ăn theo cái khẩu vị mình thích thôi. Nhưng mà khi mà bạn cũng ăn những cái nhóm chất này nhưng mà thay đổi theo từng cái bữa như vậy á, thì lúc này bạn sẽ có cơ thể mình cân bằng và khỏe hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng cái phương pháp nhịn ăn gián đoạn, cũng sẽ giúp cho sức khỏe của mình, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, huyết áp hay tim mạch cũng sẽ cải thiện đáng kể. Tuy nhiên thì cái phương pháp nào phù hợp cho từng người thì các bạn hãy cứ lắng nghe cơ thể, chứ không nhất định là bạn phải áp dụng cái phương pháp đó. Lắng nghe cơ thể và chia sẻ cùng với mình, tại vì có những người á, phù hợp là ăn cay, là ớt, là gừng, nhưng có những người không ăn được những phần đó, họ ăn được tiêu, nhưng có những người không ăn được tiêu. Vậy thì vẫn áp dụng ăn dương ấm cơ thể, nhưng mà mỗi người sẽ phù hợp với các nhóm khác nhau. Và nếu như có bất kỳ một cái câu hỏi nào hoặc có một cái thắc mắc nào, bạn có thể hỏi cùng với mình để chúng ta cùng thảo luận sâu về chủ đề đó hơn dành cho bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye.